dịch học mô tả chưa? Em thấy slide của bài dịch học mô tả chưa? Rồi, bây giờ mình sẽ học luôn hả? Các em tuần ngày tuần 21 tháng 9 ngay một lớp mình có ai đi thi không? Có lớp nào phải thi không? 21 tháng 9 á. Nếu thi học kỳ tới các em có ai lớp mình có phải thi học kỳ không? Y3 với lại điều dưỡng 2 á. À, xét nghiệm 2 á. Có à? Có hết à? Hai lớp đều phải thi hết à? Ồ. Cũng vất vả hè. Hết sức vất vả hết. Tôi học nhanh mà ôn thi tuần sau các em. À, tuần sau mình vẫn học bình thường mà. Wow. Nhưng mà chắc ôn thi học kỳ cả trong hè chứ nhỉ? Đúng không? Chắc học rồi đúng không? Đợt nghỉ dịch nên các em ôn thi ở nhà ôn thi không? Hay là đi nghỉ dưỡng nữa? Rớt hết rồi. Rớt thì lượm lại hết. Rồi, mình học bài thứ hai dịch học mô tả. Thì chúng ta các bạn phải hiểu được dịch học mô tả là cái gì, đúng không? Thì dịch học mô tả giống như cái tên của nó, chúng ta có hai phần đúng không? Dịch học và mô tả. Vậy thì cái dịch học mô tả đó có nghĩa là chúng ta dùng các phương pháp dịch học để quan sát hay là để mô tả một hiện tượng sức khỏe và các yếu tố liên quan quy định các hiện tượng sức khỏe đó. Ví dụ như chúng ta muốn mô tả những trường hợp bị mắc đái tháo đường trong cộng đồng chẳng hạn. Được chưa? Hoặc là các bạn muốn mô tả những đặc điểm lâm sàng của bệnh nhân mắc đái tháo đường đến khám tại bệnh viện chẳng hạn. Được chưa? Mô tả các chỉ đặc điểm lâm sàng và cận lâm sàng. Được chưa các em? Vậy thì cái việc mà chúng ta mô tả đặc điểm lâm sàng tức là chúng ta mô tả các triệu chứng đúng không? Triệu chứng của bệnh đái tháo đường trong số những bệnh nhân đến khám tại bệnh viện Đại học Y Dược Huế chẳng hạn. Đó là việc đầu tiên. Đó chính là chúng ta sử dụng các phương pháp dịch học để quan sát hiện tượng sức khỏe, đó chính là các đặc điểm lâm sàng và cận lâm sàng. Cái thứ hai, các yếu tố liên quan hoặc quy định hiện tượng sức khỏe đó, thì bệnh đái tháo đường là một bệnh mãn tính. Đúng chưa các em? Vậy thì các yếu tố nguy cơ của nhóm bệnh đái tháo đường hay là bệnh không lây nhiễm này á, thì Bộ Y tế cũng như Tổ chức Y tế Thế giới đã quy định rồi. Người ta có một cái bộ thang đo stepwise để đánh giá các yếu tố nguy cơ của bệnh lý không lây nhiễm. Bao gồm chế độ ăn uống này, chế độ tập luyện thể dục thể thao này, nghỉ ngơi này, hả? Tình trạng uống bia rượu này. Thì đó là các nhóm yếu tố nguy cơ. Và chúng ta sẽ xem xét xem cái nhóm đối tượng, cái nhóm bệnh nhân đó có đặc điểm yếu tố nguy cơ này như thế nào. Vậy thì đó chính là sử dụng các phương pháp dịch tễ học để mà mô tả các đặc điểm về bệnh và đặc điểm về các yếu tố liên quan đến bệnh đó. Vậy thì mục tiêu của dịch tễ học mô tả nói chung, mục đích nó là cái gì? Thì mục tiêu thứ nhất là giúp xác định được tỷ lệ hiện mắc bệnh trong cộng đồng. Tỷ lệ hiện mắc của bạn là cái gì các bạn học rồi đúng không? Cái thứ hai, tỷ lệ cá thể phơi nhiễm với các yếu tố nguy cơ là bao nhiêu? Tức là giả dụ như đối với bệnh đái tháo đường, đối với yếu tố nguy cơ là ăn mặn chẳng hạn, hoặc là ít tập luyện thể dục thể thao chẳng hạn, thì mình sẽ có được tỷ lệ ở bệnh nhân ít tập luyện thể dục thể thao là bao nhiêu phần trăm, tỷ lệ bệnh nhân tập luyện thể dục thể thao nhiều là bao nhiêu phần trăm. Thì đó chính là xác định tỷ lệ cá thể phơi nhiễm và các yếu tố nguy cơ. Cái thứ ba, giúp hình thành nên giả thuyết nhân quả cho các nghiên cứu phân tích. Thì nói cách khác, trong ví dụ mình vừa nói, thì hình thành giả thuyết nhân quả là cái gì đấy? Tập luyện thể dục thể thao ít hay là tập luyện thể dục thể thao thì có liên quan đến tỷ lệ mắc đái tháo đường. Được chưa? Không biết, có nghĩa là với cái giả thuyết là tập luyện thể dục thể thao ít thì có nguy cơ mắc đái tháo đường cao hơn việc tập luyện thể dục thể thao nhiều, thì đó chính là hình thành nên giả thuyết nhân quả. Còn cái mục tiêu cuối cùng là cung cấp thông tin cho việc lập kế hoạch và đánh giá dịch vụ y tế á, nó chính là ý nghĩa của tỷ lệ hiện mắc mà cô mới dạy các bạn ở bài trước. À, thì đó là các mục tiêu trong dịch tễ học mô tả. Thế thì chúng ta sẽ lấy cái thông tin để mô tả bệnh và mô tả đặc điểm yếu tố nguy cơ từ đâu? Chúng ta sẽ có hai nguồn thông tin để lấy. Nguồn thông tin thứ nhất là các bạn lấy nguồn thông tin thứ cấp. Nguồn thông tin thứ cấp tức là nguồn thông tin sẵn có, hả? Nguồn thông tin sẵn có chúng ta lấy từ đâu ạ? Chúng ta có thể lấy từ báo cáo điều tra dân số sức khỏe này,
của Bộ Y tế hả, của các sở y tế rồi các trung tâm y tế. Cái thứ hai, điều tra bệnh tật và tử vong cũng tương tự, à, thống kê bệnh tật tử vong thì cũng tương tự. Rồi là chúng ta muốn lấy tình, muốn mô tả cái đặc điểm của bệnh á, thì chúng ta có thể lấy cái thông tin có sẵn từ hồ sơ bệnh án hoặc là hồ sơ sức khỏe nếu nơi nào có. Nếu những người làm về tình hình sử dụng thuốc và sinh phẩm thì chúng ta sẽ lấy từ thống kê tình hình sử dụng thuốc và sinh phẩm của bộ hoặc của sở y tế. Trong trường hợp những nguồn thông tin chúng ta muốn có mà không có sẵn thì trường hợp đó chúng ta phải lấy, tự đi điều tra, tự đi lấy số liệu, thì người ta gọi cái nguồn thông tin đó gọi là nguồn thông tin sơ cấp. Tóm lại, để mô tả được một bệnh và hiện tượng sức khỏe thì chúng ta phải có nguồn thông tin, và nguồn thông tin đó lấy từ nguồn thông tin thứ cấp hoặc là lấy từ nguồn thông tin sơ cấp. Chà. Để tiến hành được một nghiên cứu dịch tễ học mô tả, một nghiên cứu mô tả thì các bạn bắt buộc phải trải qua 3 bước sau. Bước 1, xác định cái quần thể nghiên cứu đó là đối tượng nào. Xác định cụ thể là chúng ta nghiên cứu trên nhóm đối tượng nào. Và thường là chúng ta sẽ lựa chọn quần thể có nguy cơ cao với lại sức khỏe chúng ta cần nghiên cứu. Theo các bạn, vì sao chúng ta chỉ nên xác định quần thể nghiên cứu đó là quần thể có nguy cơ với bệnh? Vì sao đấy ạ? Theo các bạn, vì sao chúng ta lại xác định cái quần thể nghiên cứu là quần thể có nguy cơ đối với bệnh? Nó có tác dụng gì ở đây? Ý nghĩa gì ở đây? Nghĩa gì ạ? Đổi với thời gian. Có hình như các bạn đang cứ bị nhầm lẫn dịch tễ học là dịch khớp. Dịch tễ học là dịch, không là dịch những bệnh lây nhiễm đúng không? Rất là nhầm rồi. Dịch tễ học không phải là chỉ có dịch, có bệnh truyền nhiễm đâu. Mà dịch tễ học bây giờ là gồm dịch của những bệnh lý không lây nhiễm nữa. Nhưng vẫn có dịch đái tháo đường, nó phải là bệnh truyền nhiễm không? Không. Dịch tăng huyết áp. Rồi là tai nạn thương tích, tai nạn giao thông. Rồi là kháng thuốc, nó phải bệnh lây nhiễm đâu đúng không? Suy dinh dưỡng cũng vậy. Đấy, các bạn sẽ nhớ, phải hiểu như thế này, chúng ta nghiên cứu dịch tễ học nó để làm cái gì đấy? Thực chất đó, tất cả các nghiên cứu thì đều nhằm là gì ạ? Cải thiện sức khỏe cho nhân dân đúng không? Kể cả các bạn làm nghiên cứu ở trên lâm sàng thì cải thiện cái khả năng khỏi bệnh đúng không các bạn? Tăng chất lượng cuộc sống cho người bệnh thì ở cộng đồng cũng vậy. Vậy thì xác định quần thể nghiên cứu ạ, hay là xác định quần thể có nguy cơ, khi chúng ta xác định được nhóm quần thể có nguy cơ của bệnh thì trong chương trình can thiệp giảm thiểu tỷ lệ mắc bệnh thì chúng ta tác động vào nhóm quần thể có nguy cơ gây bệnh thì sẽ có hiệu quả giảm tỷ lệ hiện mắc nhiều hơn rất là nhiều so với cái việc chúng ta sử dụng các biện pháp can thiệp đó vào một quần thể chung. Đặc biệt, điều này có hiệu quả đối với những đất nước có nguồn lực hạn chế như ở Việt Nam. Nếu anh có nhiều kinh tế chúng ta phát triển hả? Chúng ta có cái phần trăm dành cho y tế nhiều á, thì anh có thể can thiệp trên toàn bộ cộng đồng đều được. Thì mình sẽ lấy ví dụ đó là trong các chương trình sàng lọc bệnh đái tháo đường ở cộng đồng ở Việt Nam thì áp dụng cho nhóm đối tượng từ 40 tuổi trở lên, bởi vì ở Việt Nam cái nhóm người từ 40 tuổi trở lên thì là cái nhóm có nguy cơ cao mắc đái tháo đường. Nhưng ở những quốc gia phát triển khác họ lại không áp dụng ở nhóm đối tượng là từ 40 tuổi trở lên, mà họ có thể áp dụng từ nhóm đối tượng từ 25 tuổi trở lên. Vì thì cái khoảng 40 trở lên và 25 trở lên thì cái khoảng 25 nó rộng hơn rất nhiều, tức là cái can thiệp đó phải thực hiện trên cái nhóm đối tượng nó rất là đông. Đúng không? Ngược lại Việt Nam mình chỉ khu trú ở trong một cái nhóm đối tượng nhỏ hơn, vì nguồn lực của mình hạn chế mà. Vậy thì đối tượng mình nhỏ hơn như vậy, nguồn lực hạn chế như vậy mà đối tượng của mình tập trung, cái nhóm đối tượng mắc tập trung ở cái nhóm từ 40 tuổi trở lên như vậy thì mình sẽ có hiệu quả về nguồn lực hơn rất là nhiều so với việc chúng ta triển khai cái chương trình can thiệp có một cách đại trà. Giờ thì đó là ý nghĩa vì sao mà khi nào chương trình đại học từ nãy giờ cô đều nói là xác định quần thể có nguy cơ hết. Hả? Vậy thì khi mà trong bất kỳ cái nghiên cứu nào chúng ta cũng phải xác định được quần thể nghiên cứu, không gì ở dịch tễ học mô tả hết. Chúng ta phải xác định được chúng ta làm nghiên cứu ở trên nhóm đối tượng nào. Cái thứ hai, định nghĩa được bệnh nghiên cứu một cách rõ ràng.
Định nghĩa rõ ràng nhằm đấy làm gì đấy? Nhằm để xác định chính xác ai mắc bệnh và ai không mắc bệnh để tính toán tỷ lệ hiện mắc. Đúng không bạn? Và cái định nghĩa bệnh này chúng ta phải lấy các tiêu chuẩn của Tổ chức Y tế Thế giới hoặc là của Bộ Y tế. Theo các bạn ở Việt Nam chúng ta lấy tiêu chuẩn của Bộ Y tế hay lấy tiêu chuẩn bệnh từ Tổ chức Y tế Thế giới? Theo bạn ta lấy ở đâu? Nếu chúng ta sống ở Việt Nam thì các tiêu chuẩn chẩn đoán bệnh cho người Việt Nam các bạn lấy tiêu chuẩn của Bộ Y tế hay là Tổ chức Y tế Thế giới? Vì sao ạ? Các bạn đều trả lời là Bộ Y tế. Vì sao chúng ta lấy ở Bộ Y tế? Vì sao vậy? Vì sao đấy? Có phải là vì các tiêu chuẩn của Bộ Y tế thực chất thì cũng dựa trên tiêu chuẩn của Tổ chức Y tế Thế giới, nhưng những tiêu chuẩn đó được chuẩn hóa cho người Việt Nam cũng như chuẩn hóa cho điều kiện kinh tế, xã hội và y tế của người Việt Nam. Hả? Giả dụ các bạn nhớ là tiêu chuẩn chẩn đoán đái tháo đường chẳng hạn, đúng không? Ở trên thế giới họ dựa vào cả tiêu chuẩn HbA1c trong chẩn đoán đái tháo đường, nhưng ở Việt Nam thì không bắt buộc. Đúng không bạn? Vì sao vậy? Bởi vì sao vậy? Bởi vì không phải bệnh viện nào ở Việt Nam cũng làm xét nghiệm HbA1c được. Vậy thì điều kiện Việt Nam mình không có đáp ứng được điều đó, do vậy cho nên Bộ Y tế phải 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 lựa chọn cái tiêu chuẩn chẩn đoán mà phù hợp với lại điều kiện của người Việt Nam hoặc điều kiện của nước Việt Nam. Được chưa? Bước thứ ba là chúng ta mô tả yếu tố nguy cơ. Hả? Thì mô tả yếu tố nguy cơ của bệnh nhá, thì chúng ta sẽ dựa vào đâu chúng ta mô tả? Thì trước hết chúng ta cần phải đọc tham khảo y văn rất là nhiều. Sau khi tham khảo y văn, chúng ta nhận thấy các nhóm yếu tố nguy cơ mà các nhà khoa học đã tìm ra nó là cái gì, và sau đó các bạn sẽ dự kiến xem nó có phù hợp với lại cái môi trường và cái nhóm đối tượng của mình hay không để mà thực hiện để mô tả cái yếu tố nguy cơ đó. Cô lấy ví dụ như thế là chúng ta nghiên cứu về thiếu máu, được chưa? Thiếu máu thì có rất là nhiều nguyên nhân và yếu tố nguy cơ của thiếu máu, đúng không? Như mất máu có thể do chấn thương, có thể do nhiễm sốt máu, đúng không? Hoặc có thể do mắc các bệnh lý về tủy xương, bệnh lý về di truyền chẳng hạn. Vậy thì này, giả dụ cho chúng ta làm nghiên cứu thiếu máu đó ở nhóm người kinh ở Việt Nam. Được chưa? Người kinh thì đây là người kinh trưởng thành. Vậy thì liệu chúng ta có nên bỏ yếu tố di truyền như bệnh lý thalassemia vào hay không? Vậy thì khi đó chúng ta phải tham khảo y văn, đúng không? Muốn xác định được chúng ta có nên bỏ thalassemia vào nghiên cứu thiếu máu ở nhóm người kinh ở Việt Nam hay không á, thì chúng ta cần biết được tỷ lệ mắc thalassemia ở nhóm người kinh và nhóm người khác nó khác nhau như thế nào. Trường hợp mà tỷ lệ mang gen và nhiễm bám mắc thalassemia ở nhóm người kinh cực kỳ thấp thì chúng ta không cần thiết phải đưa thalassemia vào. Bởi vì sao đấy ạ? Tỷ lệ giả dụ như tỷ lệ mang gen thalassemia nói chung là khoảng 3%. Bây giờ chúng ta xác định tỷ lệ hiện mắc thiếu máu, chúng ta làm ở một 400 người. Vậy thì xác suất chúng ta tìm được những người bị nhiễm thalassemia á, trong cái quần thể chúng ta nghiên cứu chỉ là mấy? 4 nhân 3% là 12 người. Đúng không em? Đúng không? Vậy thì cái mẫu, cái số lượng 12 người đó thì liệu chúng ta có tính toán được các phân tích thống kê hay không? Thì chắc chắn chúng ta không có đủ cỡ mẫu để chúng ta phân tích thống kê. Cái điều thứ hai chúng ta phải xem xét đó là khi chúng ta muốn muốn chẩn đoán được người đó bị thalassemia hay không á, thì chúng ta phải thực hiện các xét nghiệm về thalassemia ở trên 400 người, 400 cái mẫu đó. Đúng các bạn? Và các bạn nên nhớ một xét nghiệm chẩn đoán thalassemia là các bạn phải dùng xét nghiệm gì? Di truyền, đúng không? Để đếm, xin lỗi, để tìm các đột biến gen ở trên các cặp nhiễm sắc thể, đúng không các bạn? Nhiễm sắc thể số mấy đấy? Đúng chưa? Vậy thì liệu cái giá thành hay cái chi phí chúng ta chi trả cho xét nghiệm thalassemia nhiều như vậy và cái số chúng ta nhận được, cái số mà mắc thalassemia chúng ta nhận được á, thì cực kỳ thấp, không đủ để mà chúng ta thực hiện các phương pháp phân tích thống kê, thì liệu chúng ta có nên bỏ vào hay không? Chưa, các bạn hiểu chỗ này chưa? Vậy thì cái việc xác định yếu tố nguy cơ đó, trước hết chúng ta phải đọc tài liệu và đọc tài liệu sau đó áp dụng những cái nhóm yếu tố nguy cơ đó vào quần thể nghiên cứu của mình xem nó có cần thiết hay không, và chúng ta mới quyết định là chúng ta cần thu thập thông tin về yếu tố nguy cơ đó và mô tả yếu tố nguy cơ đó. Chúng ta sẽ bước vào cái nội dung chính của bài này. Đó là khi chúng ta thực hiện các nghiên cứu mô tả thì chúng ta bắt buộc phải mô tả các bệnh, xin lỗi, mô tả bệnh theo đặc trưng của dịch học mô tả. Tức là chúng ta phải trả lời được câu hỏi đó là bệnh đó xảy ra ở đối tượng nào, xảy ra khi nào và xảy ra ở đâu. Hay nói cách khác, chúng ta sẽ mô tả
Cái bệnh đó theo ba đặc trưng của dịch tễ học mô tả, đó là con người, thời gian và không gian. Vậy thì con người chúng ta sẽ mô tả cái gì? Thì trong yếu tố con người chúng ta sẽ phân thành hai nhóm. Chúng ta mô tả theo hai nhóm, đó là đặc trưng không thể thay đổi và đặc trưng có thể thay đổi. Vậy thì vì sao chúng ta phải phân thành hai cái nhóm này? Vì sao đấy ạ? Bởi vì khi mà chúng ta can thiệp giảm thiểu cái tỷ lệ hiện mắc á, thì chúng ta chỉ có can thiệp vào cái nhóm đặc trưng có thể thay đổi được mà thôi. Chúng ta mới phải thay đổi cái đặc trưng đó thì cái tỷ lệ hiện mắc nó sẽ giảm xuống, đúng không? Đó là lý do vì sao chúng ta phải phân cái nhóm đặc trưng này thành hai nhóm, có thể thay đổi được và không thể thay đổi được. Tiếp theo, cụ thể hơn về đặc trưng về con người chúng ta sẽ mô tả cái gì? Thì đặc trưng về con người, cái việc đầu yếu tố đầu tiên chúng ta cần mô tả đó là mô tả về tuổi. Vì sao chúng ta phải mô tả tuổi của cái bệnh chúng ta khảo sát? Bởi vì là gì đấy ạ? Rất là nhiều cái chỉ số của cơ thể thì sẽ biến thành theo tuổi. Ngoài ra thì các phơi nhiễm của từng độ tuổi sẽ khác nhau. Giả dụ như là các bạn thấy đó là trẻ em dưới 5 tuổi thì rất dễ mắc những bệnh về nhiễm khuẩn, đúng không? Như nhiễm khuẩn hô cấp tính này, rồi là gì nữa, suy dinh dưỡng này, rồi là tiêu chảy này, hả, rồi là gì nhỉ, tay chân miệng này, vân vân. Ngược lại, nhóm người cao tuổi thì lại có tỷ lệ mắc các bệnh mãn tính cao hơn. Đó là lý do vì sao chúng ta phải đưa cái đặc trưng theo tuổi vào. Cái nhóm đặc trưng thứ hai cần mô tả đặc trưng theo giới. Vì sao chúng ta phải đưa đặc trưng theo giới các bạn? Vì đặc điểm sinh học nam nữ khác nhau nên cái mô hình bệnh tật của nam nữ cũng sẽ khác nhau. Cái thứ hai, hoạt động nghề nghiệp của nam và nữ cũng khác nhau nên sẽ có cái tỷ lệ mắc bệnh theo giới và theo nghề nghiệp nó cũng khác nhau. Cái thứ ba, do đặc điểm về tâm sinh lý của nam và nữ, tâm lý của nam và nữ khác nhau, tức là cái khả năng đối ứng phó stress đó, khả năng hồi phục sau stress, sau sang chấn của nam và nữ khác nhau nên cái tỷ lệ mắc các bệnh liên quan đến tâm lý của nam và nữ cũng khác nhau. Thì đây là một cái bằng chứng nói ra những cái điều cô vừa nói, chỉ ra những điều cô vừa nói. Thì đây là một cái kết quả từ một nghiên cứu ở Mỹ về cái tỷ số chết của nam và nữ theo các nguyên nhân tử vong. Thì các bạn thấy hả, tỷ lệ cái tỷ cái này là cái nguy cơ, ai bật nick em, có chuyện gì à? Cái nguy cơ chết đó hả, nguy cơ chết ở nhóm nam, đặc biệt đối với những bệnh như liên quan bệnh phổi và bệnh gan mật á, thì nhóm nam có nguy cơ chết cao hơn nhóm nữ, cao hơn khoảng 3 lần. Vì sao mà lại có cái tỷ lệ chết do các bệnh phổi và bệnh gan mật ở nhóm nam lại cao nhóm nữ vậy các bạn? Vì sao vậy? Liên quan đến cái gì đấy ạ? Đúng rồi, vì nhóm nam giới thì tiếp xúc với yếu tố nguy cơ như hút thuốc lá và bia rượu nhiều hơn nữ giới nên dẫn đến cái tỷ lệ chết của nam trong các nhóm bệnh này cao hơn nhóm nữ giới, đúng không? Và có điều rất là thú vị đó là cái tỷ lệ tự tử, chỉ số chết do tự tử ở nam cũng cao hơn nhóm nữ giới gấp 3,05 lần, rất là cao. Theo các bạn vì sao mà nam lại tự tử chết nhiều hơn nữ như vậy? Các bạn vì sao đấy? Nam nhiều áp lực hơn. Đấy là các bạn nên nhớ đây là ở Mỹ hả? Mỹ thì bình đẳng giới thì cao hơn Việt Nam đúng không? Căng thẳng lụy tình bài bạc. Thì các bạn nói là chủ yếu là do áp lực đúng không? Nam chịu nhiều áp lực hơn nữ hả? Có thể. Vì cái tỷ lệ thất nghiệp ở bên Mỹ là cao lắm. Đúng không? Cái thứ hai là gì đấy? Thì có nhiều nghiên cứu chỉ ra đó là cái khả năng chịu đựng stress á, của nữ thì cao hơn nam. Nam yếu đuối hơn nữ. À, cái khả năng chịu đựng stress á, khả năng chịu đựng stress của nữ giới á, tốt hơn nam, dẫn đến là cái hành vi tự tử ở ở nam cao hơn nên dẫn đến cái tỷ lệ chết này nó cao hơn. Thì đó có rất là nhiều cái lý do đúng không? Thì các bạn đôi khi các bạn lý do đúng. Đúng chưa? Hoặc là các bạn muốn chứng minh điều đó thì các bạn có thể làm các nghiên cứu để xem giải thích các lý do vì sao nam giới lại tự tử nhiều hơn nữ giới. Rồi,
Các yếu tố khác về con người như là yếu tố dân tộc, chủng tộc chúng ta cần phải quan tâm đối với những trường hợp như bệnh lý liên quan đến yếu tố di truyền này, yếu tố môi trường, lối sống và chăm sóc y tế. Vì sao? Có nghĩa là chúng ta sẽ so sánh cái tỷ lệ mắc bệnh ở các nhóm dân tộc khác nhau, các nhóm chủng tộc khác nhau xem họ có khác nhau hay không. Như là ở trên slide nói về bệnh thalassemia, một cái dạng đột biến gen của thalassemia là hemoglobin constant spring á. Thì đối với cái thằng đột biến CS này thì ở Việt Nam cũng như tất cả các loại đột biến khác của bệnh thalassemia thì ở Việt Nam ở tất cả nghiên cứu ở các nhóm dân tộc thiểu số đều cho cùng một kết quả chung, đó là tỷ lệ mang gen cũng như tỷ lệ mắc thalassemia ở nhóm đồng bào dân tộc thiểu số cao hơn tỷ lệ mang gen và mắc thalassemia ở cả chủng alpha và chủng beta rất là nhiều. Nếu như chủng beta, beta nó bao gồm hemoglobin E này, hemoglobin S thì cũng đều là chủng beta hết. Vậy thì nếu như người Kinh thì tỷ lệ mang gen nó cao nhất khoảng 10%, thì ở người đồng bào dân tộc thiểu số cái hemoglobin constant spring này nó lên đến 50% hoặc là gần 60%, cao hơn cực kỳ nhiều. Vậy thì họ đưa ra một cái lý do giải thích, đó là do cái dân tộc khác nhau, hay nói cách khác là do cái nguồn gốc gen của nhóm người Kinh và nhóm người đồng bào đó, khác nhau nên dẫn đến sự khác nhau về tỷ lệ mang gen này. Cái này thì có rất là nhiều nghiên cứu, thì mình cũng nên cô cũng nghiên cứu về cái này cùng với thầy Hòa, thì có đều đưa ra, tức là hai nghiên cứu độc lập nhưng mà đều đưa ra một cái kết luận chung là như vậy. Và lý do mình tìm được khi mà phân tích cái nguồn gốc gen á, khi làm các thí nghiệm, các xét nghiệm về nguồn gốc gen, thì mình nhận thấy là cái nhóm nguồn gốc gen của người đồng bào ở Việt Nam thì giống với nguồn gốc gen của người Thái sống ở Thái và người Lào sống ở Lào. Và cái tỷ lệ mang gen của đồng bào dân tộc của mình nó cũng giống với, tương tự với tỷ lệ mang gen của người Thái sống tại Thái và người Lào sống ở Lào. Chưa? Hoặc là những cái bệnh mà liên quan đến phong tục tập quán thì chúng ta nên đưa yếu tố dân tộc vào. Thì các bạn thấy là khoảng năm 2000, cái giai đoạn năm 2000, 2002 ấy, không biết lúc đó các bạn sinh ra chưa? Cũng chả nhớ các bạn sinh năm mấy nữa. Thì ra giai đoạn đó thì cái tỷ lệ tử vong mẹ rất là cao, đặc biệt là ở cái nhóm đồng bào dân tộc thiểu số. Bởi vì sao? Các bạn biết vì sao ạ? Tại vì ở đó thì đồng người đồng bào thì có phong tục là sinh con ở nhà. Và sinh con ở nhà thì họ sẽ nhờ những người mụ vườn, hay còn gọi là những người đỡ đẻ, có kinh nghiệm đỡ đẻ ở trong bản làng đến để đỡ đẻ. Và khi đẻ xong thì họ sẽ sống ở đâu? Không phải sống ở trong nhà đâu. Mà họ, trước khi đẻ là họ sẽ xây, không phải xây, họ dựng một cái lều ở ngoài vườn, họ ở ngoài đó thôi, chứ không được vào nhà. Hả? Vậy thì khi mà đẻ, người mẹ sinh con ở nhà với sự giúp đỡ của những bà mụ vườn gọi là có kinh nghiệm, chứ còn chưa chắc đã có những kiến thức về sản khoa hả. Vậy thì cái việc đó sẽ dẫn đến cái tỷ lệ chết mẹ hay tỷ lệ tử vong mẹ cũng như mắc năm tai biến sản khoa rất là nhiều. Đấy chứ, thì một trong những yếu tố nguy cơ họ đưa ra đó là do cái phong tục tập quán của cái người đồng bào như vậy. Vậy thì chúng ta không thể nào thay đổi được phong tục tập quán, đúng không? Chúng ta không thể bắt họ là không được đẻ ở nhà được. Mà trong chương trình can thiệp thì họ sẽ làm thế nào đấy ạ? Đầu tiên họ sẽ động viên khuyến khích này, truyền thông về sức khỏe cho họ, nâng cao cái ý thức của họ để họ sinh con tại trạm y tế. Cái thứ hai, đối với những gia đình mà không thể nào truyền thông được á, thì khi đó Bộ Y tế cũng như thể là các tổ chức phi chính phủ thì có chương trình can thiệp là họ họ mời những bà mụ vườn hoặc là nhân viên y tế thôn bản ở đó đến tập huấn về cái việc chăm sóc sản khoa hoặc là về đỡ đẻ an toàn, sinh con an toàn chưa, rồi là cung cấp các gói đẻ sạch cho các bà mụ vườn đó, cho các nhân viên y tế thôn bản đó, để mà làm gì đấy, để mà giảm cái tỷ lệ chết, tỷ lệ tử vong mẹ cũng như mắc năm tai biến sản khoa xuống chưa. Thì đấy, mình lấy ví dụ về khi nào chúng ta mô tả yếu tố dân tộc và chủng tộc vào, rồi yếu tố về con người, yếu tố thuộc về cá nhân con người, còn rất nhiều yếu tố khác như nơi sinh, tôn giáo, mức kinh tế xã hội, vân vân, thì các bạn đọc thêm cho giáo trình. Cái đặc trưng về con người thứ hai, tức là đặc trưng về con người ở trong cái đặc trưng về gia đình ấy. Cậu xin lỗi, đợi cô một chút ha, cô có điện thoại một chút, đợi cô một chút ha.
Rồi mình quay lại hả? Thì nhóm đặc trưng thứ hai về con người chúng ta cần mô tả đó là đặc trưng của con người nhưng mà thuộc về yếu tố gia đình á. Thì đặc trưng với gia đình như là họ nhận thấy rằng á, rồi họ nhận thấy đó là cái tỷ lệ chết sẽ tăng dần từ nhóm có vợ có chồng đến nhóm lý dị. Bởi vì sao ạ? Bởi vì những cái bệnh mà liên quan đến cấp cứu thì họ nhận thấy những người mà sống có người thân bên cạnh như có gia đình chẳng hạn hả, thì cái thời gian cấp cứu sẽ, tức là họ có người hỗ trợ trong việc cấp cứu này, họ cấp cứu đúng thời gian này, vì vậy cho nên cái tỷ lệ chết thấp xuống. Rồi là cái yếu tố về gia đình, yếu tố về hôn nhân á, thì nó cũng liên quan, đặc biệt đối với lại phụ nữ chẳng hạn, thì họ thấy là cái tỷ lệ, ví dụ như là họ thấy tỷ lệ mắc và tỷ lệ mắc ung thư vú của nhóm có vợ có chồng á, thì sẽ thấp hơn cái nhóm độc thân. Rồi là nhưng mà ngược lại, tỷ lệ mắc những bệnh lây truyền qua đường tình dục chẳng hạn, hoặc là gì nhỉ, ung thư cổ tử cung, thì ung thư cổ tử cung thì tỷ lệ mắc của cái nhóm có gia đình lại cao hơn nhóm độc thân, được chưa bạn? Vậy thì đó là đặc trưng về gia đình, nó liên quan đến một số bệnh. Rồi là một số đặc trưng về gia đình khác như số con trong gia đình, số người trong gia đình này, thứ hạng sinh trong người con của người con trong gia đình á, thì họ thấy là những đứa trẻ sinh càng sau thì có nguy cơ mắc suy dinh dưỡng cao hơn đứa đầu. Các bạn thấy điều này có đúng không? Tức là con thứ thì có khả năng mắc suy dinh dưỡng cao hơn những đứa sinh đầu. Các bạn thấy điều này đúng không? Các bạn thấy điều này đúng không? Anh em ốm lắm quá. Đúng rồi, cái này còn phải tùy thuộc hoàn cảnh. Cái điều cô nói á sẽ đúng ở trong những gia đình mà có điều kiện kinh tế nghèo. Chúng ta phải liên tưởng đến những người dân sống ở châu Phi chẳng hạn. À, thì cái điều này sẽ đúng. Còn với tình trạng kinh tế xã hội ở nước ta, đặc biệt là thành phố chẳng hạn, những gia đình khá giả, thì cái nguy cơ mà béo phì ở những đứa sau á lại sẽ cao hơn những đứa đầu, thay vì là suy dinh dưỡng. Đúng không bạn? Vậy thì suy dinh dưỡng ở đây, như các bạn học dinh dưỡng đúng không? Suy dinh dưỡng ở đây là nó sẽ bao gồm hai thể đúng không? Một là thể nhẹ cân, suy dinh dưỡng. Thứ hai đó là thể thừa cân và béo phì. Cái định nghĩa của suy dinh dưỡng như vậy. Về suy dinh dưỡng nói chung thì chúng ta sẽ liên quan đến cả thiếu cân và cái đoạn là thừa cân. Chưa? Cái thứ hai, cái đặc trưng mà về gia đình mà chúng ta rất hay gặp đó là tuổi của người mẹ. Người mẹ mà sinh con ở tuổi càng cao thì cái nguy cơ mắc bệnh đau của người con càng càng cao. Hả? Thì trên slide là thể hiện cái mối liên quan như cô vừa nói. Thế này, cái bằng chứng mà các bạn đã học rất là nhiều rồi. Hả? Các nhận đặc trưng khác thì các bạn đọc thêm trong giáo trình. Cái nhóm đặc trưng thứ hai đó là cái bệnh đó xảy ra ở đâu. Thì để mô tả được cái bệnh đó xảy ra ở đâu thì chúng ta mô tả theo đặc điểm về không gian, theo biên giới tự nhiên. Giả dụ như chúng ta mô tả theo là miền núi, đồng bằng, miền biển, hả? Tức là tỷ lệ mắc bệnh theo miền vùng miền. Chúng ta có thể mô tả tỷ lệ mắc bệnh theo thành thị và nông thôn. Đối những bệnh lây nhiễm, bệnh truyền nhiễm chẳng hạn, hoặc là những bệnh mà, hoặc là chúng ta mô tả những bệnh trên khu vực địa dư lớn á, thì chúng ta nên sử dụng bản đồ chấm. Thì sử dụng bản đồ chấm sẽ giúp mình nhìn thấy được là khu vực nào có tỷ lệ mắc bệnh cao và bệnh sẽ tập trung ở cái nhóm địa dư nào. Thì trên slide là mô tả số ca mắc bệnh COVID-19 theo địa dư trên toàn cầu. Thì bằng cái biểu đồ chấm ở đây, không những họ mô tả được cái nơi nào có COVID-19 mà họ còn mô tả được độ lớn của vấn đề bằng cách là sử dụng cái chấm, cái chu vi hay cái đường kính của chấm đó. Nếu khu vực nào có tỷ lệ mắc bệnh cao thì cái đường kính của hình tròn nó càng lớn, và nơi nào có tỷ lệ mắc thấp thì cái đường kính nó nhỏ. Được chưa? Hoặc là họ có thể sử dụng màu sắc để mô tả cái tỷ lệ mắc bệnh đều được. Các bạn, đây là một cách để chúng ta mô tả sự phân bố của bệnh theo địa dư. Thì về giải thích các lý do vì sao có sự khác biệt thì có rất là nhiều lý do. Cái này các bạn cũng đọc thêm ở trong giáo trình. Và tùy thuộc vào bệnh mà chúng ta sẽ có lý do khác nhau, đúng không?
Đặc trưng thứ ba cần mô tả đó là bệnh xảy ra ở đâu. Thì bệnh xảy ra ở đâu chúng ta thường sẽ mô tả trong trường hợp đó là gì? Đối với những bệnh không phải là bệnh cấp tính hả? Mà những bệnh mà có tần số mắc bệnh cao hơn mức bình thường trong một khoảng thời gian ngắn thì chúng ta nên mô tả yếu tố thời gian vào. Thì cái này mình lấy ví dụ nhiều nhất đó là không biết các bạn còn nhớ bệnh Zika không? Không biết các bạn còn nhớ bệnh Zika không? Khi nào, từ khi nào và lý do gì mà họ nhớ đến Zika và quan tâm đến Zika? Không biết các bạn còn nhớ không? Teo nào, phải teo nào không? Cái tên của nó là gì nhỉ? Không, từ cái bệnh gì á? Không có mũi Zika đâu em. Dị tật đầu nhỏ đúng không? Thì cuối năm 2016, đầu năm 2017 thì chúng ta qua các phương tiện thông tin đại chúng thì thấy là bỗng dưng ở Brazil thì thấy cái số trẻ sơ sinh mắc dị tật đầu nhỏ cao lên bất thường. Mà họ thấy là bệnh dị tật đầu nhỏ thì không thể nào là bệnh truyền nhiễm được. Đúng chưa? Vì vậy cho nên là họ mới phải nghiên cứu tìm lý do vì sao có dị tật đầu nhỏ đó. Vậy thì cái việc mà tăng tần số bất thường như vậy chúng ta phải ghi nhận vào đây. Theo các bạn trước đó có dị tật đầu nhỏ không? Theo bạn trước đó có dị tật đầu nhỏ không ạ? Trước cái giai đoạn bùng phát này, có không? Có đúng không? Nhưng mà cái số lượng, cái tần số mắc ít nên là chúng ta không quan tâm. Đúng chưa? Vậy thì bỗng dưng mà cái giai đoạn đó, cái tỷ lệ mắc cao lên như vậy thì họ mới để ý đến. Và khi đó các nhà khoa học thì họ mới tìm ra được đó là gì nhỉ? Nhưng trong quá trình mang thai thì bà mẹ thì mắc bị nhiễm virus Zika. Được chưa? Vậy thì sau này từ cái lý do đó khi đưa ra các trình can thiệp tại cộng đồng á, thì các bạn thấy có chương trình phòng chống Zika riêng không? Đố các bạn trả lời câu này thì giỏi. Đố các bạn có chương trình phòng chống Zika riêng không? Ở Việt Nam có chương trình phòng chống Zika không? Độc lập không ạ? Theo các bạn ở Việt Nam có chương trình phòng chống Zika một cách độc lập không? Có chưa nghe có cái gì phòng chống Zika không à? Không, vì sao lại không? Bệnh Zika rất là nguy hiểm cho phụ nữ mang thai mà vì sao lại không có à? Chẳng qua Bộ Y tế không có tuyên truyền quá nhiều, nói các bạn không biết thôi. Có chứ, có chứ, sao không? Nhưng các bạn phải biết nguyên nhân của nó. Có bốn đội phòng chống. Bạn Lâm mới sờ trên mạng phải không? Chúng ta phải hiểu bản chất. Virus Zika là do vector nào truyền? Virus Zika do vector nào truyền? Chuẩn bị cốc cốc cốc. Anes là cái gì? Có phải là do muỗi Anes không? Muỗi Anes truyền bệnh gì hả? Song song với truyền Zika thì muỗi Anes truyền bệnh gì? Các bạn trả lời được câu đó thì chứng tỏ là ra vấn đề rồi đó. Có phải muỗi Aedes truyền bệnh sốt huyết không? Và từ trước đến giờ thì Việt Nam mình luôn luôn có chương trình phòng chống sốt huyết. Đúng không bạn? Vậy thì khi chúng ta thực hiện chương trình phòng chống sốt huyết thì cũng chính là chúng ta phòng chống Zika. Đúng không? Vậy thì trong chương trình phòng chống sốt huyết bây giờ sẽ lồng ghép luôn chương trình phòng chống Zika ở trong đó. Đó là lý do vì sao mà các bạn ít khi nghe đến Zika ở Việt Nam. Được chưa các bạn? Nói một chút cho các bạn tỉnh ngủ thôi chứ không phải nội dung của bài học đâu hả? Quay lại yếu tố thời gian, sắp quá giờ các bạn chưa? Wow, sắp đến hết giờ yếu tố thứ hai, khi cái đặc điểm thứ hai chúng ta cần phải mô tả yếu tố thời gian vào đó là khi chúng ta mô tả một cái bệnh mà có tính chất chu kỳ, tức là bùng phát bệnh có tính chất chu kỳ. Bạn lành trả lời gì? Anophen sốt rét đi. Giả dụ như sốt huyết chẳng hạn, ở trên slide là mô tả cái số mắc bệnh theo từng năm của bệnh sốt huyết. Thì vì sao chúng ta cần phải mô tả đó là dựa trên số liệu mắc theo từng thời gian này á, bằng biểu đồ này chúng ta sẽ thấy được là dịch sốt huyết mấy năm bùng phát một lần, hay còn gọi là chu kỳ dịch của sốt huyết. Đúng chưa? Thì cái chu kỳ dịch sốt huyết hôm nay các bạn sẽ học ở trong các bài bệnh lây truyền qua đường máu á. Thì các bạn sẽ được học đó là bệnh sốt huyết có chu kỳ từ 3 đến 5 năm tùy vào khu vực địa lý.
Thì với số liệu khu vực miền Nam này chúng ta sẽ thấy đó là chúng ta nhìn lùi hả? Chúng ta nhìn từ cái cột cao nhất đi. Chúng ta nhìn lùi về từ trước cột này, cột 587 này. Chúng ta nhìn lùi về thì thấy cứ 4 năm dịch bùng phát một lần. Thường ở những năm sau thì cao hơn những năm trước. Thường là như vậy. Đúng chưa các bạn? Được chưa? Thì những bệnh có tính chất chu kỳ chúng ta cần phải mô tả yếu tố thời gian vào. Rồi. Phần cuối cùng của bài học này là chúng ta nắm được, hiểu được một chút thôi vì thời lượng thời gian rất là ngắn, về các loại thiết kế nghiên cứu trong dịch học mô tả. Loại đầu tiên đó là nghiên cứu ca bệnh chủng bệnh, nghiên cứu đơn giản nhất trong dịch tễ học nói chung. Thì giống như cái tên của nó, nghiên cứu ca bệnh chủng bệnh tức là chúng ta mô tả đặc điểm bệnh ở một ca mắc bệnh hoặc là một chùm những ca mắc chung một loại bệnh. Vậy thì vì sao chúng ta chỉ mô tả ở một ca bệnh và một nhóm người mắc cùng một loại bệnh ạ? Theo các bạn vì sao? Vì sao vậy? Các bạn vì sao đấy? Vì những cái bệnh này là bệnh hiếm gặp ở trên lâm sàng. Trên lâm sàng chúng ta lâu lâu chúng ta gặp một ca rất là đặc biệt đúng không? Không giống với tất cả những trường hợp lâm sàng khác hoặc là nhóm ca mắc một loại bệnh rất là kỳ lạ. Vậy thì khi đó chúng ta phải sử dụng cái nghiên cứu ca bệnh chủng bệnh này chúng ta mô tả để người ta biết được, người đọc người ta biết được hoặc là đồng nghiệp biết được cái ca đó thực tế chúng ta đã gặp rồi. Được không ạ? Vậy thì mình sẽ có một cái ví dụ về nghiên cứu ca bệnh chủng bệnh HIV/AIDS cho bạn xem. Đây là một cái báo cáo cực kỳ vắn tắt bằng một câu của CDC Hoa Kỳ, Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật Hoa Kỳ. Họ mô tả về chủng bệnh HIV/AIDS này. Mình sẽ đọc nguyên si cho các bạn nghe xem là cái nghiên cứu chủng bệnh này họ có sự mô tả ba đặc trưng của dịch tễ học vào đây hay không. Vào tháng 10 năm 1980 và tháng 5 năm 1981 có 5 trường hợp viêm phổi do Cardini ở người nam trẻ tuổi khỏe mạnh đồng tính luyến ái được báo cáo ở Los Angeles, Mỹ. Thì đây là một câu báo cáo ngắn gọn. Vậy thì các bạn thấy trong báo cáo này có mô tả đầy đủ ba đặc trưng của dịch tễ học không? Không các bạn? Có đúng không? Thứ nhất này, cái bệnh ca bệnh hiếm gặp đó là viêm phổi do Cardini. Đúng chưa? Xảy ra ở nhóm người nam trẻ tuổi khỏe mạnh, đồng tính luyến ái. Nơi trốn ở Los Angeles và thời gian từ tháng 10 năm 1980 đến tháng 5 năm 1981. Hả? Cho dù vắn tắt nhưng mà phải đầy đủ các đặc trưng đó. Hoặc là các bạn đọc theo dõi trên trang web của Bộ Y tế, báo Sức khỏe đời sống. Khi mà họ báo cáo các ca bệnh mới của COVID-19 thì họ sẽ mô tả những cái gì đấy, ca bệnh đó đúng không, giới nào, tuổi bao nhiêu, khu vực sinh sống ở đâu, hoặc đôi khi họ có thể mô tả về nghề nghiệp hoặc là mô tả đặc biệt như thế là F1 của đối tượng nào đó, thì đó chính là mô tả về con người, thời gian và không gian đấy đúng không, khi nào họ cũng mô tả đầy đủ ba đặc trưng đó hết. Vậy thì vì sao, vậy thì cái ý nghĩa của nghiên cứu ca bệnh chủng bệnh này dùng để làm gì? Thứ nhất, giúp hình thành nên giả thuyết nhân quả. Vậy thì từ ví dụ này họ hình thành nên giả thuyết nhân quả gì? Và vì sao đó là hiếm gặp? Thì trước đến giờ ở Mỹ á, cái giai đoạn đó thì họ chỉ gặp cái bệnh viêm phổi Cardini này ở nhóm mà người già bị ung thư mà thôi. Chứ họ mà bị suy giảm miễn dịch, chứ họ không bao giờ gặp, chưa bao giờ gặp ở nhóm mà người nam không bị ung thư hết. Được chưa bạn? Vậy thì cái giả định đầu tiên mà họ nhận xét ở đây á, đó là liệu rằng nhóm người nam giới này có bị suy giảm miễn dịch hay không? Đó là giả thuyết đầu tiên. Giả thuyết thứ hai đó là vì cả năm người này có cùng một đặc điểm đó là bị đồng tính nam. Vì thế họ sẽ có cái giả định thứ hai, giả thuyết thứ hai đó là phải chăng nhóm đồng tính là nhóm quần thể có nguy cơ đối với cái bệnh viêm phổi Cardini này. Vậy thì từ cái mô tả chùm bệnh này thì họ đưa ra hai cái giả thuyết đó. Và từ hai giả thuyết đó thì bằng các nghiên cứu cao hơn thì họ mới tìm ra ba con đường lây truyền của bệnh HIV/AIDS đúng không? Và gì đấy ạ? Và cái bệnh này là cái bệnh gì? Đó chính là bệnh gì nhỉ? Suy giảm miễn dịch mắc phải ở người đúng không? Được chưa các bạn? Đó là nghiên cứu các bệnh chùm bệnh. Loại thiết kế nghiên cứu thứ hai là nghiên cứu tương quan. Và nghiên cứu sinh thái thì các bạn đã học phân tích tương quan trong thống kê y học rồi đúng không? Học thống kê hay là cái môn SPSS gì đó thì là được học về hồi quy và tương quan. Thì cái nghiên cứu này sử dụng phân tích tương quan để phân tích nên nó có tên gọi là phân tích tương quan.
Còn vì nghiên cứu tương quan, hoặc là vì sao nó được gọi là nghiên cứu sinh thái? Bởi vì cái nghiên cứu này lấy dữ kiện của toàn bộ quần thể, hay lấy số trung bình của quần thể này so sánh với số mắc trung bình của quần thể khác để họ so sánh. Được chưa? Mình sẽ lấy ví dụ các bạn dễ hơn, để hiểu hơn. Ở trên bảng là ví dụ về nghiên cứu sinh thái giữa bệnh mạch vành hút thuốc lá. Ở đây thì họ lấy số liệu về số chết do mắc bệnh mạch vành này và số điếu thuốc bình quân đầu người ở bang 53 ở Mỹ. Thì các bạn thấy cứ một cái dấu chấm ở trên đây thì tương ứng với lại một bang. Và cái số liệu này là số liệu của bang. Số liệu về số chết trung bình trên 100.000 dân này và số điếu thuốc tiêu thụ bình quân đầu người là tính theo bang. Chưa? Vậy thì các bạn thấy, vậy thì số liệu của từng bang này nó là số trung bình đúng không? Chứ không phải số của cá thể mà là số trung bình của quần thể. Họ lấy số trung bình của quần thể này so sánh với lại 49 bang còn lại ở Mỹ. Bạn thấy điều đó không? Và khi họ phân tích thì họ sử dụng phân tích tương quan thì họ sẽ vẽ được cái biểu đồ chấm này. Và từ biểu đồ chấm này chúng ta vẽ được một cái đường tương quan từ đặc điểm gì ạ? Từ dưới lên trên và từ trái sang phải. Vậy thì đường tương quan này là đường tương quan thuận hay nghịch các bạn? Thuận hay nghịch? Cái này học rồi này. Tương quan thuận đúng không? Tương quan thuận nghĩa là gì đấy? Điếu thuốc tiêu thụ bình quân đầu người càng tăng thì số chết do mắc bệnh mạch vành càng tăng. Thì cái điều cô vừa nói, cái tương quan thuận mà cô vừa nói đó chính là giả thuyết nhân quả. Vậy thì cái kết quả của nghiên cứu tương quan là giúp chúng ta hình thành lên được một giả thuyết nhân quả bằng dữ liệu của quần thể. Được chưa bạn? Nếu nghiên cứu cá thể, nghiên cứu ca bệnh, trường hợp bệnh á, ca bệnh trùng bệnh, chúng ta lấy số liệu của từng cá thể đúng không, từng người, thì nghiên cứu tương quan này chúng ta lấy số liệu cả quần thể. Vậy thì cái đặc điểm của số liệu đây sẽ là số liệu trung bình của quần thể nọ so với lại quần thể khác. Và cái số liệu, bản chất của số liệu đây là theo các bạn mình lấy số liệu từ nguồn thông tin thứ cấp hay sơ cấp, hay còn gọi là nguồn thông tin có sẵn hay là không có sẵn. Số điếu thuốc tiêu thụ bình quân đầu người và số chết do mắc bệnh mạch vành theo các bạn là số liệu có sẵn hay không có sẵn? Chắc chắn là có sẵn đúng không? Vậy số liệu có sẵn thì mang đến ưu điểm là gì ạ? Đơn giản, lấy rất là đơn giản, mất ít thời gian và mất ít tiền bạc. Được không? Và bên cạnh cái ưu điểm nó thì nó sẽ có cái nhược điểm như sau. Các bạn cũng nhìn cái ví dụ về bệnh mạch vành nhưng mà mình không xét với yếu tố nguy cơ là hút thuốc nữa mà mình xét về yếu tố nguy cơ là uống rượu. Vì ở đây họ lấy số liệu của 20 quốc gia trên thế giới xác định số chết do mắc bệnh mạch vành trong nhóm nam giới từ 55 đến 64 tuổi thì bạn biểu thị bằng cái biểu đồ chấm ở trên bảng. Các bạn thấy đường tương quan của nó sẽ như thế nào đây ạ? Bây giờ đường tương quan của nó thuận hay nghịch các bạn? Nhìn số liệu á, thì đường tương quan thuận hay tương quan nghịch? Nghịch đúng không? Có nghĩa là gì? Lượng rượu tiêu thụ bình quân đầu người càng tăng thì số chết do mắc bệnh mạch vành càng giảm. Nếu nhìn số liệu mình thấy điều đó. Vậy thì cái giả thuyết nhân quả này có đúng với lại thực tế không ạ? Với những cái kết luận mà các bạn đã học bây giờ, có đúng không? Nó hoàn toàn sai đúng không? Vậy thì vì sao lại có cái sai lầm này? Thì dựa vào bản chất của số liệu chúng ta sẽ có sai lầm. Thứ nhất, cái nguồn số liệu đây là số liệu có sẵn. Vậy thì nguồn số liệu có sẵn là người khác thu thập, chúng ta chỉ có nhận thôi. Vậy thì chúng ta có kiểm soát được sai số, yếu tố nhiều cho quá trình nhập thu thập số liệu không? Chúng ta không thể nào kiểm soát được. Vậy thì chúng ta không kiểm soát được sai số do yếu tố nhiều cho của số liệu thì điều đó dẫn đến sai lầm là hiển nhiên. Cái thứ hai, cái bản chất của số liệu ở đây là số trung bình chứ không phải là số, tức là số trung bình của quần thể chứ không phải số liệu của từng cá thể. Vì vậy cho nên chúng ta không thể nào ngoại suy cái hoặc là áp dụng cái kết luận từ quần thể đó cho từng cá thể được. Ví dụ như chúng ta có, ví dụ như con điểm trung bình của lớp I3D là 7.0 thì cô không thể nào kết luận rằng là tất cả các sinh viên của lớp thì có điểm học lực chủ yếu ở mức trung bình thấp, à khá khá ở cận dưới. Không thể nói như thế được, bởi vì có những cá nhân rất là xuất sắc, có thể là các bạn tốt có điểm trung bình là 9 chấm. Đúng không bạn? Nhưng mà có những bạn thì có điểm trung bình nó chỉ khoảng kém thôi, 4 chấm.
Vì vậy cho nên là chúng ta không thể nào lấy giá trị trung bình của quần thể mà ngoại suy ngược lại cho từng cá thể được. Vì vậy cho nên đó là những cái hạn chế của cái nghiên cứu tương quan hay nghiên cứu sinh thái này. Các bạn bị tàu hỏa nhập ma chưa? Mệt chưa? Chỗ này còn vào được tí nào nữa không? Đấy. Sắp rồi mà. Câu nói mà cũng sắp tàu hỏa nhập ma rồi. Được chưa bạn? Cái này các bạn chỉ chủ yếu biết về khái niệm và phân biệt được các loại thiết các loại nghiên cứu trong dự thảo mô tả mà thôi. Hả? Loại nghiên cứu cuối cùng trong dự thảo mô tả đó là nghiên cứu cắt ngang. Nghiên cứu cắt ngang hay còn gọi là nghiên cứu tỷ lệ hiện mắc thì cách thức xác định nghiên cứu cắt ngang cũng giống như cách thức các bạn xác định tỷ lệ hiện mắc. Tức là chúng ta tiến hành nghiên cứu tại một thời điểm trong một quần thể và xác định những cá thể mắc bệnh trong cái quần thể đó thì chúng ta có được tỷ lệ hiện mắc. Và nghiên cứu cắt ngang, chỉ có nghiên cứu cắt ngang trong dịch học mô tả mới cho các bạn được tỷ lệ hiện mắc bệnh trong quần thể. Và nghiên cứu cắt ngang không chỉ dừng lại ở xác định tỷ lệ hiện mắc mà nó còn giúp chúng ta xác định được một số yếu tố nguy cơ của bệnh, giúp hình thành nên giả thuyết nhân quả. Thì ở đây các bạn thấy cái hình tròn đầu tiên, cái hình tròn này chúng ta thực hiện nghiên cứu cắt ngang được chưa ạ? Và đánh giá tỷ lệ mắc bệnh, tức là hậu quả cùng lúc với lại yếu tố nguy cơ. Thì ở đây vì chúng ta tiến hành cái phơi nhiễm và yếu tố nguy cơ cùng một lúc, tức là xác định tỷ lệ mắc bệnh này và tỷ lệ cá thể phơi nhiễm yếu tố nguy cơ cùng nhau. Do vậy cho nên khi chúng ta đưa ra kết luận á, chúng ta sẽ không biết được là phơi nhiễm đến trước hay là bệnh đến trước. Cô lấy ví dụ như là xác định tỷ lệ mắc cận thị của sinh viên, của học sinh. Thì một trong những yếu tố nguy cơ họ muốn xem xét đó là cái thời gian sử dụng máy tính hoặc là điện thoại, máy tính bảng liên tục trên 3 giờ đồng hồ thì có liên quan gì với tỷ lệ mắc cận thị hay không? Thì sau khi nghiên cứu thì họ nhận thấy là tỷ lệ mắc cận thị ở trong nhóm sử dụng điện thoại rồi thiết bị di động á, trên 3 giờ một ngày cao hơn tỷ lệ mắc cận thị trong nhóm còn lại. Thì họ sẽ hình thành nên giả thuyết là phải chăng sử dụng điện thoại di động và các thiết bị khác ở trên 3 giờ một ngày thì có nguy cơ mắc cận thị cao hơn nhóm còn lại. Nhưng mà ở đây chúng ta phải rất là cẩn thận. Vì sao ạ? Vì là chúng ta sẽ không biết được là đối tượng sinh viên, bạn sinh viên đó này, sử dụng điện thoại di động trên 3 giờ một ngày rồi mới mắc cận thị. Hay là họ mắc cận thị rồi thì họ mới sử dụng điện thoại di động trên 3 giờ một ngày đó. Chúng ta không biết được cái mối quan hệ thời gian đó. Cho nên cái nghiên cứu cắt ngang này chỉ giúp hình thành nên giả thuyết nhân quả thôi, chứ còn không chứng minh được cái điều đó là đúng hay sai. Được chưa các bạn? Mình hiểu cái này chưa ạ? Cái thứ hai, cái nghiên cứu cắt ngang này là xác định tỷ lệ hiện mắc tại một thời điểm. Vậy thì nó chỉ ghi nhận được những trường hợp mắc bệnh mà đang còn sống mà thôi. Còn những trường hợp đã tử vong từ trước là chúng ta không thể nào xác định được. Do vậy cho nên cái tỷ lệ ở cái nghiên cứu cắt ngang này chỉ là tỷ lệ bị bệnh của những ca sống sót mà thôi. Thì nó là cái hạn chế của hai cái hạn chế của nghiên cứu cắt ngang này. Wow, các bạn chắc là rất là mệt rồi đúng không? Được chưa? Rồi mình sẽ kết thúc cái bài này ở đây. Thì tuần sau thì các bạn vẫn học môn tiết thôi. Cũng không được nghỉ tại vì nhà trường không cho các bạn nghỉ để ôn thi, các bạn vẫn học online như tuần này đúng không? Và cô cũng rõ cái lịch học sau khi các bạn thi là online hay là offline nữa. Nên chúng ta cứ thực hiện theo thông báo của nhà trường á. Thì tuần sau các bạn vẫn học lịch là ngày thứ sáu hả? Sáng thứ sáu và chiều thứ sáu. Cũng không nhớ là tiết mấy nữa. Được chưa? Mình xin kết thúc bài học ở đây. Thì mời các bạn có câu hỏi gì không? Trước khi mình nghỉ. Các bạn có câu hỏi nào không? Được. Slide bài giảng được. Slide bài giảng cô sẽ up lên trên Moodle hả? Cô sẽ up slide bài giảng lên Moodle cho bạn i3 và trên Google Classroom cho bạn xét nghiệm 2. Xét nghiệm 2 đúng nhỉ? Hình như Moodle của các bạn là nó nằm ở chỗ module 21 của năm 2 đúng không?
cô tìm mãi năm ba cũng không có được cấp quyền, thì ra nó nằm ở chỗ năm hai á, nên các bạn chú ý hả, chú ý này, cái mô đồ cũng hiểu sao mà module 21 lại nằm ở năm hai, cái phần gì thì học nó nằm ở năm hai á. Đối với lại giáo viên khi đăng nhập á, còn sinh viên thì cũng không biết, nên các bạn nếu mà không tìm thấy ở cái môn đi học, module đi học cộng đồng năm ba thì các bạn có thể quay về module đi học cộng đồng năm hai và vào phần gì thì học để có. Được chưa? Ừ, có môn bên năm ba có module 21.2 nhưng mà không có, cô không có quyền để vào đó thôi. Mà cô chỉ có quyền vào module năm hai, vào phần dịch để học á. Hình như ở trên công nghệ thông tin họ xét lộn cái dịch để học vào năm hai á, mà thực ra là các bạn học năm ba. Đấy, các bạn cứ thử vào mà coi. Cô chịu luôn. Các bạn cứ vào năm hai các bạn lấy hả? Không, thực ra cái môn nó, thực ra cái môn hai, cái module 21 này á, nó chia làm hai hai phần. Một những cái phần môn tâm lý dân số gì đó các bạn học ở năm 2, phần dịch tễ các bạn học năm 3. Nhưng mà phòng đào tạo hay là công nghệ thông tin gì đó lại xét cái lịch nằm ở năm 2 và chỉ có cấp cái quyền cho cô vào năm 2 thôi, năm 3 thì cũng có quyền được là giáo viên, năm 3 thì cô có quyền làm sinh viên thôi. Và không hiểu sao mà bên trưởng phó module lại không xét được quyền cho cô, cũng như tất cả các thầy cô khác. Vậy cho nên các bạn chịu khó ấy, nhớ vào đó tìm, nói trước cô lại tìm không ra mệt lắm ạ. Rồi các bạn có hỏi không, nếu không có hỏi gì thì mời các bạn nghỉ ha. Riêng lớp xét nghiệm 2 thì cô sẽ gửi cái mã lớp của Google Classroom vào email của bạn lớp trưởng, sau đó bạn lớp trưởng share với lại toàn bộ các bạn còn lại nha, để lên lấy, lên 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 đọc trên slide được chưa. Rồi các mời các bạn nghỉ, nghỉ được chưa. Rồi nghỉ hết. Rồi tạm biệt các em. Cuối tuần rồi. Rồi, chào cả lớp.